Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty nhôm đúc Nam Định. Hôm nay thì Đức Minh sẽ gửi tới quý vị và các bạn cái mẫu cổng nhôm đúc 8 rồng kết hợp với cây trúc và mặt chống đồng cách điệu. Đây là một cái bộ cổng rất là đẹp do công ty nhôm đúc Nam Định đã sản xuất. Các bạn có thể thấy ở trong cái bộ cổng này là những cái họa tiết rồng đã được chúng tôi khéo léo chèn vào trong các cái góc của bộ cổng ví dụ các bạn có thể thấy ở sát phía dưới là hai hình đầu rồng đã các bạn đã nhìn thấy thấy đấy, hai đầu rồng ở hai phía dưới và ở chính giữa tâm của uh, cánh cổng cũng là cũng như là cái phần tay nắm chúng tôi đã uh, đặt cái mặt rồng uh, ở giữa và xung quanh là cái mặt chống đồng đã được chúng tôi cách điệu bằng những cái đồng tiền cổ chạy đồng tâm một cái bộ cổng rất là đẹp ở phía bên cạnh của những uh, cái phần con rồng là chúng tôi đang trang trí bằng những cái phần cây trúc và các cái đốt trúc rất là đẹp ở đây thì cái cổng này là được chúng tôi sử dụng các cái họa tiết đồng tiền cổ chạy xung quanh và tạo nên những cái điểm nhấn cho bộ cổng đây là cái phần uh, con rồng thứ hai ở phía dưới lên các bạn có thể nhìn thấy hai con một con đầu dòng đây là một con và phía lui bên trên một chút là một con nữa và mỗi một cánh là có bốn con phía trên hai con phía dưới hai con và phía bên uh, cánh bên phải cũng tương tự như vậy là ở đây là bộ cổng nhôm đúc tám rồng rất là đẹp các cái uh, hình đốt trúc và con rồng đã được chúng tôi làm nổi trên cái nền nhôm phẳng rất là ấn tượng và tạo nên cái sự kỳ đáo cho cái công trình phía bên trên chúng tôi sử dụng cái phần hoa dây quận và cái hoa dây này cũng được làm nổi trên phần nền nhôm phẳng tất cả các cái sản phẩm của công ty nhôm đúc Nam Định đều sử dụng cái công nghệ đúc hút chân không của Nhật Bản cho nên các bạn để ý những cái họa tiết ở đây rất là sắc nét và các cái đường nét rất là tinh xảo. À, một bộ cổng nhôm đúc có đẹp hay không thì nó dựa vào yếu tố tinh xảo cũng như là các cái màu sắc lên nó phải sắc nét và các cái họa tiết khi mà các bạn có thể lấy tay sờ vào thì các cái đường nét thì nó phải mịn thì đấy là một bộ cổng đẹp à, Bên cạnh đó thì công trình này có sử dụng thêm phần trụ cũng như là cái phần uh, hoa đèn Các cái trụ này thì uh, chúng tôi bọc nhôm ra phía ngoài của cái phần trụ bê tông